bất ngờ với mức thu nhập khủng từ nghề nuôi ốc sên. Tại Việt Nam, ốc sên lâu nay vẫn bị coi là loài động vật chuyên phá hoại cây cối và trở thành nỗi ám ảnh của phần lớn những người nông dân. Thế nhưng, ít ai biết rằng ốc sên là loài có giá trị dinh dưỡng rất cao, chứa nhiều chất đạm mà cơ thể con người dễ hấp thụ, ít chất béo, phần lớn không no. Ngoài ra còn có magie, canxi, kali và kẽm. Ốc sên có thể làm thực phẩm, làm thuốc chữa bệnh và trong các sách về y dược, nó có tác dụng bồi bổ sức khỏe, bổ não, trị một số bệnh về xương khớp, thần kinh. Tại nhiều nước trên thế giới, ốc sên đã trở thành loại thực phẩm được tiêu thụ rộng rãi, tập trung nhiều nhất tại Mỹ và các nước châu Âu như Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan, Hungary. Mỗi năm, Mỹ phải dùng đến 3,1 tỷ USD để nhập khẩu thịt ốc sên. Còn Pháp là nước tiêu thụ nhiều nhất, mỗi ngày nước này có thể ăn hết 210 tấn ốc sên. Vậy, ẩm thực từ ốc sên có điểm gì hấp dẫn đến mức nhiều nước xem đây là đặc sản? Ngoài thịt ốc có thể chế biến ra nhiều món ăn ngon thì trứng ốc sên được nhận xét là giòn và có vị đậm hơn trứng cá. Tại Áo, 50g trứng ốc có giá hơn 150 euro, tức là hơn 4 triệu đồng. Bên cạnh đó, gan của chúng là sản phẩm rất hiếm, mềm ngon và bùi. Không chỉ ẩm thực, mỹ phẩm từ ốc sên đang là trào lưu làm đẹp rất được ưa chuộng. Tinh chế serum từ chất nhờn của ốc sên được nhiều hãng mỹ phẩm hàng đầu trên thế giới ưa chuộng, thậm chí có giá đắt hơn vàng. Cũng chính vì lẽ đó, tại các nước châu Âu, nuôi ốc sên đã là nghề truyền thống từ lâu đời và ngày càng mở rộng. Các nước châu Á như Đài Loan, Trung Quốc hay Indonesia cũng phát triển mạnh mẽ nghề nuôi ốc sên trong vài thập kỷ qua. Năm 1985, nhờ phát hiện dạng đột biến của ốc sên bạch ngọc, Trung Quốc đã vươn lên thành nước xuất khẩu thịt ốc sên lớn nhất thế giới. Hiện nay, nuôi ốc sên được liệt vào chương trình trọng điểm xóa đói giảm nghèo của chính phủ đất nước tỷ dân này. Còn tại nước ta, dù không phổ biến, nhưng ốc sên nhận được nhiều người dùng để chế biến các loại món ăn như xào sả ớt, ốc sên ôm chuối, cháo ốc sên nấu curry hay là ốc sên nướng tươi, v.v. Từ chỗ bị nhiều người dứt bỏ, giờ ốc sên đã được mua với giá 8.000 đồng với 9.000 đồng một ký. Trên thị trường, ốc vỏ được bán với giá 15.000 đồng một ký, còn thịt ốc làm sẵn có giá khoảng 60-80.000 đồng một ký. Với nhu cầu thị trường trong và ngoài nước không ngừng tăng cao, nghề nuôi ốc sên ở nước ta có rất nhiều tiềm năng để phát triển. Hơn nữa, nuôi ốc sên có nhiều ưu thế. Có thể điểm qua sau đây là loài vật dễ nuôi, hầu như không mắc bệnh. Tỷ lệ mắc bệnh của ốc sên là dưới 1%. Ít tiêu tốn thức ăn, mau lớn. Nuôi một con ốc sên trưởng thành trong 6 tháng, chỉ cần 500g rau xanh, 50g cám tổng hợp. Sau 1 năm sẽ có được hàng ngàn con. Ốc sên sinh trưởng không hạn chế. Nuôi 6 tháng nặng 100g, đạt tiêu chuẩn thương phẩm. Nuôi 1 năm có thể nặng 250g. Về tốc độ sinh sản thì rất nhanh. Ốc sên 1 tháng tuổi là đã trưởng thành, 2 tháng là có thể đẻ trứng một lần và có thể đẻ quanh năm. Con nào cũng có thể đẻ, không phân biệt được cái. Mỗi lần đẻ là khoảng 200 trứng. Sau 7 đến 8 ngày, trứng sẽ nở với tỷ lệ 80%. Ưu điểm tiếp theo là không tốn nhiều công chăm sóc, không đòi hỏi nhiều diện tích. Tiếp theo là chi phí đầu tư thấp, hiệu quả kinh tế cao. Nuôi ốc sên không khó nhưng vẫn cần am hiểu về đặc tính của loài cũng như tuân thủ một số lưu ý sau. Thứ nhất, tuy ốc sên không thể gây hại như là ốc bưu vàng nhưng vẫn phải tuân thủ những quy định của nhà nước về sinh vật ngoại lai. Thứ hai, chuồng nuôi ốc sên phải đáp ứng tiêu chí trong phạm vi 3 km không có nguồn ô nhiễm như là nhà máy hóa chất, khai khoáng. Có thể nuôi trong thùng gỗ, mây tre, không được chứa những chất độc như là nhựa đường, hợp chất thơm, tannin, v.v. Nếu nuôi trong phòng kính thì phải thắp ngọn đèn từ 15W trong 24/24 giờ. Có thể nuôi ở ngoài đất và rào bằng lưới. Chăn hàng rào, đào rãnh nước hoặc là rắc vôi vì ốc sên sợ nước với vôi. Thấy nước sẽ dừng bước ngay. Nhưng nếu sơ ý chỉ cần sau cơn mưa là ốc sên bỏ trốn hết. Ốc sên ăn tạp. Chúng hầu như ăn tất cả các loại rau củ quả. Ốc sên sợ ánh sáng mạnh. Chúng thường hoạt động vào ban đêm, nên mỗi ngày chỉ cho ăn một lần vào buổi chiều tối. Vệ sinh chuồng trại 3 ngày phải dọn chuồng một lần, loại bỏ rác và phân ốc sên. Có thể nuôi cùng với dung đất để tận dụng phế thải. Và cuối cùng, chú ý đề phòng các loại thiên địch như chuột, kiến.
Rồi thì nếu bà con cần có câu hỏi cũng như là có cái nhu cầu mua giống ốc sên hoặc là mua thịt ốc sên thịt thì bà con có thể liên hệ với mình ở phần mô tả nha. Rồi thì xin chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Rồi sau đây mời các bạn xem qua thực tế video quay về con ốc sên nha. Chào tạm biệt.